Em Kim thân mến chào toàn thể tất cả các quý khách hàng đang xem kênh Kim Vun Cơ Giới VN. Thì cái dòng sản phẩm Volvo 58 Plus này là ngày hôm qua em Kim đã chốt cho một vị khách hàng ở Bến Tre. Thì ngày hôm nay là em đã bảo dưỡng xong và bàn giao luôn để anh ấy bỏ vào công trình và làm việc ha. Thì theo những cái gì mà em Kim hứa là sẽ tặng cây búa theo xe, thì bây giờ là cái búa này là cái búa đã tặng theo xe và được test và gửi video cho chủ máy xem rồi, thì ok hết rồi thì em mới cho em nó xuất phát ha. Hiện tại là bây giờ em sẽ lên xe để bàn giao. Thì Volvo này em đã bán một chiếc ha, thì em vẫn còn một chiếc ngay đây nha, 58 là một chiếc ở đây, cho nên là khách hàng nào mà đang muốn sở hữu cái dòng tương tự như thế này thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho em Kim vào cái số 0966 340 640 để em Kim tư vấn cụ thể hơn. Thì nhớt máy nè em Kim cũng đã thay rồi, lọc lược em Kim cũng đã bảo dưỡng hết hoàn tất rồi, xe cộ thì đèn đốm đầy đủ, tất cả là đèn green hết, chỉ có việc là mình đấu điện vào thôi. Là bình thường mà đóng công là em sẽ cắt dây điện để phòng chống cháy nổ lúc ở trên tàu nha quý khách hàng. Đấy rồi, bây giờ là em sẽ tiến hành bàn giao ngay lập tức cho anh trai về công trường làm luôn. Nói chung này thuê xe này thì cũng đã test rồi, nó khá là ok. Đấy, giờ là chỉ có việc lên xe và thẳng tiến về Bến Tre và vào công trình lụm lúa luôn. Đấy, anh trai ảnh lên coi xe ngày hôm qua, trưa ngày hôm qua, là bắt đầu chiều ngày hôm qua là anh về anh ghé anh lãnh luôn cái căn nhà đó luôn để đập phá vỡ đó. Thì sẵn tiện đây cây búa đây em đã bơm khí nitơ thì đã hoàn thiện rồi. Thật ra thì khí nitơ nó cũng không có gì, nhưng mà mình muốn là nó đầy đủ cái chất lượng, giống như mình mua một cái máy lạnh cũ thì nó vẫn còn sử dụng ok, nhưng mà mình muốn cho nó đầy đủ để khách hàng người ta xài có thể là lâu dài hơn. Đấy rồi, ok con dê. Đấy, quý khách hàng thấy nè, tháo lắp nhanh em đã rửa sạch rồi nè. Đây là tất cả những cái này là đều là của hãng Volvo hết. Thì đây là cái rào này không phải là rào riêng của Volvo nha khách hàng, tại vì chủ máy người ta không có thích xài rào đá, cho nên là người ta kêu em là phải lấy cái rào này, thì em ok luôn, mua nhanh bán lẻ em sẽ giải quyết cho khách hàng một cách nhanh chóng, nhanh nhất có thể. Thì mình có lấy một cái rào này là rào mới nè, gắn vào, chiều ngang của nó là 6m3 đó, thuận tiện cho mấy anh về miền Tây làm luôn, răng thì nó dài ngút ngàn luôn ha. Đấy, gào này gào mới, còn tất cả đều là hàng riêng hết ha, thậm chí cái chữ H nó cũng còn tem luôn. Đây đấy, khách hàng thấy rằng lên xe là hơi thừa của nó không có một miếng luôn ha, còn máy móc thì khỏi phải nói rồi, như cái con kia vậy đó, khá là đẹp luôn. Tất cả đều là nước sơn riêng nha khách hàng, em không có bảo dưỡng gì hết, tại vì nó còn quá đẹp đó, cho nên là mình không có bảo dưỡng lại. Rồi, em sẽ đợi đi xíu ha. Ok, con về. Rồi đây, bây giờ là em sẽ tiến hành cẩu búa lên nha anh chị quý khách hàng. Đây, mình cẩu búa lên. Đây là cái sản phẩm mà em Kim tặng theo máy đây. Đó, người Việt Nam nói là làm đúng không ạ? Thì mình nói tặng búa thì khi khách hàng mua là mình sẽ tặng búa. Đó, đó, búa này vừa mới test xong luôn. Với lại cái đầu đinh đó là khách hàng họ có cái nhu cầu là nhọn một tí đó, cho nên là họ kêu mình gọt cho nó nhọn một chút để về là bỏ vô trong đó là phá dỡ nhà cửa liền á, cho nên là họ cần cho nó gọn gọn một chút. Nguy hiểm ạ. Rồi. Tiện đây là
là lên cho quý khách hàng nghe cái tiếng máy và tham khảo nè. Đây đường viền em đã bắt lại hết rồi ha, rất là đẹp luôn. Bên này cũng vậy. Ôi dù. Rồi ok hết rồi nha anh chị quý khách hàng, cho nên là em vẫn còn một con. Anh chị nào đang có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho em Kim vào cái số 0966 340 640 nha. Bây giờ em Kim xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng vào những cái video tiếp theo ạ.